Liên Hợp Quốc nói không ai chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine phản công mạnh ở miền Nam, Nga chuyển sang phòng ngự. Tổng thống Biden nói liệu Ukraine có nên nhượng lại lãnh thổ hay không là tùy thuộc vào chính họ. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây sức ép lên Thụy Điển, Phần Lan. 4 người thiệt mạng, 30 người bị thương trong vụ lật tàu ở miền Nam nước Đức. Bắc Kinh chỉ trích tuyên bố chung Mỹ-New Zealand đe dọa thương mại New Zealand nếu bỏ thuế phí, xăng còn 20.000 đồng trên 1 lít. Đề nghị phạt tù lái xe có nồng độ cồn quá cao dù chưa gây tai nạn. Vụ phó hiệu trưởng ở Tây Ninh bị tố sàm sỡ nữ sinh, có thêm hai nạn nhân gửi đơn tố cáo. Mời Anh xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin sáng ngày 4 tháng 6 của DKN TV. Chúc quý vị khán giả có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những thông tin chi tiết. Mở đầu chương trình là những tin tức về chiến sự Ukraine. Liên hợp quốc cảnh báo không bên nào giành chiến thắng trong xung đột tại Ukraine, kêu gọi lập tức chấm dứt chiến tranh. Amin Awad, trợ lý tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm đầu mối viên phụ trách khủng hoảng Ukraine, ngày 3 tháng 6 cho biết, đã và sẽ không có ai chiến thắng trong cuộc xung đột này. Thay vào đó, chúng ta chứng kiến những mất mát trong 100 ngày qua như sinh mạng, nhà cửa và triển vọng. Chúng ta cần hòa bình, chiến sự phải kết thúc ngay lập tức. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga bước sang ngày thứ 100. Cuộc xung đột gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được về người và nhấn chìm hầu như mọi mặt của đời sống, ông Award cho biết. Trong hơn 3 tháng, gần 14 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa, đa số là phụ nữ và trẻ em. Liên Hợp Quốc cho biết đang hành động để hạn chế tác động tàn khốc của chiến sự đối với an ninh lương thực bằng cách khai thông thương mại đối với ngũ cốc và các mặt hàng quan trọng. Giá ngũ cốc những tháng qua tăng do xuất khẩu từ Ukraine sụt giảm vì chiến sự, làm dấy lên lo ngại bất ổn xã hội tại nhiều nơi. Trong khi Nga tập trung lực lượng ở miền Đông, Ukraine bắt đầu phản công mạnh ở miền Nam nhằm vào vùng Kherson mà Moscow đã kiểm soát. The Guardian dẫn thông cáo của Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine ngày 3 tháng 6 cho hay, đối phương đang phải đối mặt với các đợt phản công có hệ thống từ các đơn vị quân sự của chúng ta thông cáo cho biết thêm, Nga đã đưa thêm 27 xe tác chiến bộ binh đến Kherson bằng đường sắt để hỗ trợ phòng ngự. Nga kiểm soát hoàn toàn Kherson từ tháng 3. Kherson là thành phố cảng chiến lược nằm bên bờ biển đen. Đây là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ sau khi Moscow mở cuộc xâm lược. Ukraine bắt đầu phản công ở khu vực quanh Kherson từ cuối tuần trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine giành lại quyền kiểm soát 20 thị trấn và ngôi làng nhỏ ở Kherson. Tuy nhiên, chính quyền quân dân sự ở Kherson khẳng định quân đội Nga vẫn chiếm giữ kiểm soát Kherson. Giao tranh xảy ra dữ dội ở khu vực giáp danh với vùng Mykolaiv và Dnipropetrov. Người dân ở Kherson và một số địa phương đã ngắt kết nối Internet và điện thoại ngày thứ tư liên tiếp. Ở chiến tuyến miền Đông, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và Lugansk, buộc lực lượng Nga phải rút về vị trí ban đầu ở Sloviak, phía tây thành phố Severodonetsk thuộc miền đông Ukraine và ở Prakmut, kế hoạch tấn công của Nga cũng thất bại. Nga hiện chưa đưa ra bình luận. Bất chấp thông tin này, quân đội Nga tiếp tục pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của Ukraine ở miền đông. Theo báo cáo tình hình của Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã kiểm soát hơn 90% Lugan và có thể chiếm hoàn toàn tỉnh này trong vòng 2 tuần nữa. Giới quan sát nhận định, việc Nga tập trung binh lực cho vùng Donbass có thể giúp họ đạt được mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Nhưng đổi lại, thế phòng ngự của họ ở những nơi đã kiểm soát tại miền Nam dễ lung lay trước đà phản công của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden khi được hỏi liệu Ukraine có cần nhượng lại một phần lãnh thổ của mình để đạt được hòa bình và chấm dứt cuộc xâm lược của Nga hay không, đã nói rằng điều đó phụ thuộc vào Ukraine. Ông nói với các phóng viên ở là Delaware, ngay từ đầu, tôi đã nói và không phải mọi người đều đồng ý với tôi rằng không có gì thuộc về Ukraine nếu không có Ukraine, đó là lãnh thổ của họ. Tôi sẽ không nói với họ những gì họ nên làm và không nên làm. Tổng thống nói thêm rằng xung đột xuất hiện tại một thời điểm nào đó sẽ cần phải có một dàn xếp giữa hai quốc gia. Ông cho biết trong thời gian chờ đợi, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đặt người Ukraine vào vị trí mà họ có thể tự vệ. Cố vấn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tiến triển trong quá trình xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan phụ thuộc vào hồi đáp của hai quốc gia này trong yêu sách từ Ankara. Theo ông Abraham Kalin, người cũng là phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, việc tiến trình gia nhập có được hiện thực hóa trước hội nghị thượng đỉnh NATO, sự kiện diễn ra trong hai ngày 29 đến 30 tháng 6 hay không là do quyết định của hai nước Bắc Âu. Điều này tùy thuộc vào những gì Thụy Điển và Phần Lan làm. Ông Kalin nói với tờ El Pai của Tây Ban Nha ngày 3 tháng 6, khi chúng tôi thấy sự tiến triển với yêu sách của mình, tiến trình trên sẽ được thúc đẩy. NATO không phải là liên minh về du lịch hay kinh tế, đây là một liên minh an ninh. Điều này có nghĩa là NATO cần đảm bảo an ninh một cách đồng đều và công bằng cho mọi thành viên, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố. Trong khi Thụy Điển và Phần Lan tuyên bố, các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp diễn để giải quyết bất đồng, Tổng thống Erdogan hôm 1 tháng 6 cho biết Ankara vẫn chưa nhận được đề xuất nào từ Stockholm và Helsinki. Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi hai quốc gia Bắc Âu ngừng hỗ trợ các tổ chức mà Ankara coi là khủng bố, dẫn độ các nhân vật bị Ankara truy nã, cũng như dỡ bỏ cấm vận vũ khí với quốc gia này. Trong chuyến thăm thủ đô Washington DC, Mỹ tuần qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp với giới chức lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Bruxelles Bỉ trong những ngày tới để thảo luận về vấn đề này. Một chuyến tàu đông khách bị chật đường dây ở gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại miền nam nước Đức khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Theo hãng tin AFP, vụ việc xảy ra tại địa điểm gần Gamrick, Patton, Kitchen vào ngày 3 tháng 6. Thông báo của cảnh sát cho biết, ngoài 4 người thiệt mạng còn có khoảng 30 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện. Xe lửa gặp nạn khi trên đường đi từ Garmisch Partenkirchen đến thành phố Munich khiến ba tòa tàu bị lật. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có rất đông hành khách, bao gồm nhiều học sinh. Lực lượng cứu hộ, bác sĩ cấp cứu và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tổ chức công tác ứng cứu người bị nạn. Nhiều hành khách được đưa ra khỏi toa tàu qua cửa sổ tàu. Ngoài ra, 6 trực thăng cứu hộ cũng đã được huy động để kịp thời đưa các trường hợp bị thương nặng tới bệnh viện. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các toa tàu màu đỏ bị lật mắc kẹt nằm giữa các cành cây và lăn xuống một bờ kè đường dây, cũng như nhiều người được khiêng bằng cáng ra khỏi hiện trường. Hiện tuyến đường sắt nối giữa Garmisch, Patton và Oberau đã được phong tỏa để hỗ trợ thực hiện công tác cứu hộ, trong khi các tàu từ Munich đã được chuyển hướng tới Oberau. Lực lượng chức năng đang tiếp tục công tác cứu hộ, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố này. Vụ việc diễn ra ít lâu sau khi Đức giảm giá vé đi lại trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, khiến các chuyến tàu trở nên đông khách hơn. Khu vực xảy ra tai nạn cũng đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước nhóm G7 vào cuối tháng 6 năm 2022. Bắc Kinh đã chỉ trích tuyên bố chung của chính phủ New Zealand và Hoa Kỳ vốn nêu ra những lo ngại nghiêm trọng về hồ sơ vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương. Tuyên bố chung nêu trên được đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng orden với Tổng thống Biden tại Nhà Trắng hôm 31 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên án, tuyên bố này bôi nhọ sự hợp tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương và khẳng định các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Tân Cương và Hồng Kông là vấn đề nội bộ. Ông cũng cáo buộc hai chính phủ có động cơ thầm kín để tạo ra thông tin sai lệch về Trung Quốc. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết họ phản đối các tuyên bố và hoạt động hàng hải trái pháp luật ở biển đông ngoài ra còn nhắc lại mối quan ngại nghiêm trọng về vi phạm nhân quyền ở tân cương và sự xói mòn các quyền tự do ở hồng kông hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển đài loan và khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề xuyên eo biển cả hai cũng lưu ý sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng ở thái bình dương với thỏa thuận an ninh giữa đảng cộng sản trung quốc và quần đảo solomon lo ngại nó sẽ thay đổi cơ bản cán cân chiến lược của khu vực và đặt ra những lo ngại về an ninh quốc gia cho cả hai nước chúng ta ông trợ lộc kiên cũng trực tiếp nhắc đến chính phủ new zealand cho rằng quốc gia nhỏ bé này nên tuân thủ chính sách đối ngoại độc lập của mình đồng thời ám chỉ họ nên tự vươn xa khỏi ảnh hưởng chính sách của mỹ cơ quan ngôn luận của nhà nước trung quốc global times mô tả new zealand nghiêng về phía hoa kỳ trong việc nhìn nhận vai trò của trung quốc trong khu vực tờ báo này cũng cáo buộc new zealand không thể chịu đựng áp lực từ hoa kỳ và từ đó lặp lại luận điệu chống trung quốc trước thực trạng cưỡng mức kinh tế của bắc kinh đối với úc như một ví dụ về sự trả đũa của đảng cộng sản trung quốc đối với các hành động mà chế độ này không chấp nhận không ít câu hỏi được đặt ra về việc liệu điều này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ kinh tế của new zealand với đối tác thương mại lớn nhất của họ hay không ông robert penman một chuyên gia về quan hệ quốc tế từ đại học otago nhận định Mặc dù điều này có thể báo hiệu một số tác động đến thương mại New Zealand, nhưng ông tin rằng vẫn có sự khác biệt trong hành động của Bắc Kinh với hai quốc gia. Ông Patman trao đổi với tờ New Stop, Úc được coi là thân cận với Hoa Kỳ hơn nhiều. Tuy nhiên, ông Geoffrey Miller, một nhà phân tích quốc tế tại dự án dân chủ của Đại học Victoria của New Zealand lại không hề lạc quan. Ông liên tưởng đến những bình luận của Bắc Kinh đối với Úc trước khi áp thuế thương mại. Ông Miller nói với tờ The Australian: "Đây là một thời điểm rất nguy hiểm đối với New Zealand. Nó có thể chỉ là một tín hiệu cảnh báo, nhưng cũng có thể là sự khởi đầu của một điều gì đó mạnh mẽ hơn." Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta đã gặp đại sứ Trung Quốc trong một cuộc họp được sắp xếp trước vào ngày 2 tháng 6. Đó là một cuộc gặp gỡ và thăm hỏi. Nó đã đề cập đến một loạt các vấn đề liên quan đến Thái Bình Dương, mối quan hệ song phương. Thực tế là chúng ta đang công nhận mối quan hệ 50 năm với Trung Quốc, ông cho hay. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc Wang Xiaolong đã đe dọa New Zealand trong một bài phát biểu trước Hội đồng Trung Quốc New Zealand, nói rằng nước này không nên coi lập luận của đối tác thương mại lớn nhất của mình là điều hiển nhiên để làm theo. Theo Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá xăng hiện nay, các loại thuế phí chiếm khoảng 30 đến 32%. Như vậy, nếu không có thuế phí thì giá xăng Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 20.000 đồng trên 1 lít. Trước thông tin một số báo nêu về việc giá xăng tại Malaysia chỉ ở mức 13.000 đồng trên 1 lít, vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin cho hay đây là nước sản xuất xăng dầu và xuất khẩu xăng dầu. Song nước này không đánh các loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước. Chính phủ Malaysia có chính sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước cho người dân. Hiện, chính phủ Malaysia đang trợ giá 0,4 USD cho mỗi lít xăng RON95 và 0,45 USD cho mỗi lít dầu diesel. Còn tại Việt Nam, trong cơ cấu giá xăng hiện nay thì các loại thuế, phí chiếm khoảng 30 đến 32%, tương đương 10 đến 11 000 đồng trên 1 lít. Như vậy nếu không có thuế phí thì giá xăng Việt Nam sẽ khoảng 20 000 đồng trên 1 lít, tương đương 0,86 USD trên 1 lít. Như vậy, vụ thị trường trong nước cho rằng nếu chính phủ Malaysia không trợ giá và nếu Việt Nam không đánh các loại thuế phí, giá xăng RON95 của hai quốc gia là tương đương nhau. Tại Malaysia hiện sẽ là 0,87 USD trên 1 lít, trong khi giá tại Việt Nam nếu bỏ các loại thuế phí thì là khoảng 0,86 USD trên 1 lít tuy nhiên bộ công thương cho rằng chính sách trợ giá của malaysia chỉ áp dụng cho người bản địa ngay cả người nước ngoài tại malaysia cũng phải mua xăng không được trợ giá nên xăng dầu xuất khẩu của malaysia cũng được bán theo giá thị trường chung của khu vực Liên quan đến thông tin Malaysia muốn xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 300.000 lít xăng RON 95 như thông tin một số báo chí đưa trước đó, Bộ Công Thương khẳng định với tư cách là bộ chuyên ngành quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu xăng dầu và là bộ đối tác của Malaysia, nhưng đến nay cũng chưa hề nhận được thông tin này. Cơ quan quản lý xăng dầu trực thuộc Bộ Công Thương cho hay đang đề nghị đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin làm rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí thời gian vừa qua. Sau vụ lái xe Audi có nồng độ cồn cao, lái xe tông ba người chết, việc bổ sung hình thức phạt tù hành vi này tiếp tục được đặt ra. Mức xử phạt cũng được kiến nghị tăng nặng. Hình ảnh camera an ninh đêm ngày 2 tháng 6 tại nút giao thông Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang ghi lại cảnh ô tô màu trắng lao đi với tốc độ rất nhanh, tông trực diện vào xe máy đang qua ngã tư, khiến ba nạn nhân trên xe máy văng xa và tử vong tại chỗ. Đáng nói, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang sau đó xác định tài xế xe ô tô là Nguyễn Quốc Thịnh, cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang có nồng độ cồn cao gấp 1,5 lần mức quy định. Liên quan đến tình trạng tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến việc tài xế vi phạm nồng độ cồn, tiến sĩ Lê Thu Huyền, Đại học Giao thông Vận tải, cho biết số vụ tai nạn liên quan đến rượu, bia ở Việt Nam chiếm tỷ lệ khoảng 36%, cao hơn thế giới là 11-25%. đến để tăng mức dân đề, nữ tiến sĩ đề nghị đa dạng hình thức xử phạt, đồng thời đối với các vi phạm nghiêm trọng có thể phạt tù. Nếu tổ chức hiệu quả việc kéo giảm người lái xe có nồng độ cồn, có thể kéo giảm từ 5 đến 15% số vụ tai nạn và người thiệt mạng, tiến sĩ Lê Minh Huyền nêu quan điểm. Đồng quan điểm, tiến sĩ Trần Hữu Minh, Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nhấn mạnh, Bộ luật hình sự đã quy định các hành vi nguy hiểm như sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ vượt quá mức quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể, do đó cơ quan chức năng cần sớm có hướng dẫn nội dung này. Ông Minh cho rằng người uống 4 cốc bia không thể cùng mức phạt như người uống 40 cốc bia. Ngày 3 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với ông NVT Phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Long Khánh, người bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 9. Lý do gia hạn vì đã hết thời hạn 15 ngày, theo quyết định tạm đình chỉ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Tê, nhưng chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, ông Tê đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để cơ quan điều tra xác minh sự việc và tạo sự an tâm cho phụ huynh có con em đang theo học tại trường. Liên quan tới vụ ông Tê, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Long Khánh bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh học lớp 9. Nhà trường cho biết đã có thêm hai nữ sinh gửi đơn tố cáo về hành vi tương tự của ông Tê. Cơ quan Công an huyện Bến Cầu đang thụ lý xác minh làm rõ vụ ông Tê bị tố cáo sàm sỡ đối với 3 nữ sinh. Bản tin sáng ngày 4 tháng 6 của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.